There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. And there goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I broke. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. My head shaking, and you are the reason my heart keeps bleeding, and I need you now. And if I could turn back the clock, I'd make sure the light defeated the dark. I'd spend every hour of every day keeping you safe, and I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you. Cùng toàn thể quan viên hai họ, anh em, bạn bè, thân thích của hai gia đình, hai họ và hai cháu. Trước tiên cho phép tôi thay mặt cho nhà trai gửi lời chào trân trọng nhất tới họ nhà gái và gia đình nhà gái cùng toàn thể quan viên hai họ. Kính chúc quan viên hai họ, nhà gái cùng với họ tộc nhà gái, bạn bè thân thích của hai gia đình thật nhiều sức khỏe, công việc làm ăn khấm khá, cuộc sống hạnh phúc. Tôi xin phép được giới thiệu đại diện nhà trai của chúng tôi hôm nay đến dự lễ ăn hỏi của hai cháu Mai Đình Sơn và Trần Thị Ngọc Ánh. Tôi là Đinh Ngọc, được sự ủy quyền của gia đình cũng như họ nhà trai, sẽ là người đại diện cho gia đình và gia tộc nhà trai. Bên cạnh tôi là ông Mai Đình Vinh, thân sinh của cháu Mai Đình Sơn. Tiếp theo là bà Nguyễn Thị Mai, mẹ đẻ của cháu Mai Đình Sơn.
Tiếp theo nữa là có bác họ từ Ba Lan sang. Rồi tiếp theo là bác Sơn, bác Hoa, Mười Liều. Và tất cả chị em bạn bè thân thiết của gia đình nhà trai cũng như là hai cháu Sơn và Ngọc Anh. Qua thời gian bạn bè tìm hiểu và đến giờ phút này thì tình cảm, tình yêu của hai cháu đã đến độ chín muồi. Hai cháu cùng mong muốn là được về sống chung dưới một mái nhà, được sự đồng ý của họ nhà gái cùng như gia đình nhà gái chiều theo nguyện vọng của hai cháu Mai Đình Sơn và Trần Thị Ngọc Anh. Đến với lễ ăn hỏi hôm nay, nhà trai chúng tôi có mang theo các tráp lễ vật, xin được nhà gái chấp nhận để xây duyên vợ chồng cho hai cháu Mai Đình Sơn và Trần Thị Ngọc Anh. Kính thưa hai gia đình, kính thưa toàn bộ các quan khách, hôm nay tôi là Lê Quang Trung, là ông của cháu Ngọc Ánh, xin thay mặt gia đình nhà gái xin tiếp nhận cái lời chúc sức khỏe cũng như là cái lời cảm ơn của gia đình nhà trai. Tôi xin thay mặt gia đình của cháu Ngọc Ánh ở Kỳ Thường, Kỳ Anh, Hà Tĩnh cùng như gia đình ở Cộng Hòa Séc chấp nhận lời họ nhà trai xin đính hôn cháu Ngọc Ánh. Trước hết tôi cũng xin chân thành họ nhà trai chúng ta đấy, trong thời gian qua đã cho hai cháu đi lại tìm hiểu để có ngày vui hạnh phúc của hai cháu hôm nay. Kính thưa toàn thể hai gia đình, anh em họ hàng thân thiết, bạn bè quý mến, nhân dịp này tôi cũng xin gửi đến toàn thể hai gia đình, bạn bè thân thích, các cô, các bác, các chú, các anh, các chị luôn luôn dồi dào sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc. Và một lần nữa tôi vô cùng cảm ơn tất cả đại gia đình của chúng ta đã bớt chút thời gian mà Ngọc về đây ngày chung vui ngày ra mắt và ngày đăng ký kết hôn của coi như hai cháu Ngọc Ánh và Mai Sơn. Xin hết.
Kính thưa họ nhà gái, thưa quan viên hai họ cùng toàn thể bạn bè thân thích của hai họ, hai gia đình, hai cháu. Trước tiên thì tôi xin giới thiệu đại diện của họ nhà trai chúng tôi. Tôi là Đinh Ngọc, được sự ủy quyền của gia đình cũng như là họ nhà trai sẽ đại diện cho họ nhà trai chúng tôi. Bên cạnh tôi là bà Nguyễn Thị Mai, mẹ thân sinh của chú rể là Mai Đình Sơn. Tiếp theo là ông Mai Đình Vinh, là thân sinh, bố thân sinh của cháu Mai Đình Sơn. Tiếp theo là bác Đông, đại diện từ Ba Lan sang đại diện cho họ nhà trai. Tiếp theo là em ruột của cháu Mai Đình Sơn. Tiếp theo là dì thím với chú Hoa, là thân hữu của gia đình. Và sau là bác Sơn, cũng là đại diện ở đây Praha, đại diện cho bên họ nhà trai. Được sự đồng ý của hai gia đình, hai họ và hai cháu, hôm nay gia đình nhà trai chúng tôi có cưới trầu dâng lên gia tiên của họ nhà gái, và xin được phép rước cháu Trần Thị Ngọc Ánh về làm con làm cháu trong họ Mai của chúng tôi. Xin phép thân sinh của cháu Ngọc Ánh và họ hàng nhà gái cho phép ông bà Mai Vinh được đón cháu Ngọc Ánh về làm con làm cháu trong gia đình của ông Vinh và bà Mai. Xin phép nhà gái nhận cưới trầu của nhà trai chúng tôi để dâng lên gia tiên nhà gái, cầu chúc cho hai cháu hạnh phúc. Kính thưa hai họ, kính thưa toàn thể hai gia đình, kính thưa các cô, các chú, các anh, các chị, các vị khách quý. Trước hết, tôi xin thay mặt gia đình họ nhà gái giới thiệu, tôi là Lê Quang Tung, bác của cháu Châu và Khuyên. Đây là vợ tôi, phu nhân tôi, Lữ Thị Hương. Đây là cháu tôi, anh của Châu, và bác là cháu cùng cháu tôi và anh của Châu. Trước hết, tôi xin thay mặt gia đình cháu Ngọc Ánh ở Kỳ Thượng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, cũng như thay mặt toàn bộ gia đình gia quyến ở Cộng hòa Séc, tôi xin vô cùng cảm ơn họ nhà trai trong thời gian qua đã cho phép cháu Sơn của nhà ta đi lại kết bạn và tìm hiểu cháu Ngọc Ánh của chúng tôi. Trước hết, tôi xin một lần nữa xin cảm ơn và cảm ơn thật nhiều. Tôi xin thay mặt gia đình ở bên Việt Nam cũng như ở Cộng hòa Séc, tôi xin chấp nhận và cho phép cháu Ánh về làm dâu gia đình mình. Và trong cái thời gian tới đấy, là vì cháu Ánh tuổi còn nhỏ mới sang tiếp là thời gian ngắn, mong gia đình của chúng ta ấy, là luôn luôn giúp đỡ cháu. Và chúng tôi cũng xin là thay mặt gia đình Kỳ Thường cũng như gia đình chú của Ngọc Ánh là Châu Khuyên và đại gia đình bên Cộng hòa Séc xin nhận và đồng ý nhận cháu Sơn về là rể cũng như là con của gia đình. Thì ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt và ngày hạnh phúc của hai cháu. Ông xin thay mặt gia đình, đại gia đình chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc, cố gắng phấn đấu bằng chị bằng em để coi như gia đình, trước hết là gia đình cháu hạnh phúc, sau đấy gia đình hai họ hàng là hoành tráng và tự hào. Đây là nguyện vọng của ông. Cuối cùng coi như là một lần nữa đấy, xin cảm ơn toàn thể hai họ và toàn thể hốt đường. Xin được.
not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, we'll have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. Tonight.